trên siêu dị trên tiktok thi nhau ngồi ngược bồng cầu để vừa đi nặng vừa ăn tuyệt kỹ chân phái này được phát triển và truyền bá từ chữ môn abiqua cô này đã khuyến khích 11,6 triệu người theo dõi áp dụng ngay tuyệt chiêu quay đầu 180 độ về cơ bản là quay ngược đầu lại để có thể nhâm nhi đồ ăn trong lúc đang ngồi bồng cầu Điều tôi muốn bạn làm là hãy tiếp thu môn võ công mới này ngay lập tức, mang những đồ ăn nhẹ yêu thích,